Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị là cái lô chanh không hạt với cái lô ổi nha anh chị. Này ổi ổi xá lị mà ổi trái bự bự vậy nha anh chị. Đó. Cây đầu tiên mã số 210. Mã số 210 nha cô chú anh chị. Đó. Này chanh không hạt ha, chanh không hạt mà kiếm cây to thế này cũng là hiếm nha anh chị. Mà nó bị như nó dài lắm, già cái bị mối đeo bên chỗ này nè. Nè, nó bị hư bên chỗ này ha anh chị. Đó. Nó còn mặt sống bên đây là bình thường nha con chú anh chị. Ừ, nè, để hư miếng ha, ừ, hư bên chỗ này. Đó, chỗ này miếng nè. Đó. Rồi cây mã số là 210. Hoành 43. Hoành 43. Cành bay nó là 78. Cành bay 78. Đường kính bầu 41. Đường kính bầu 41. Rồi cây mã số 210. Cây này đẹp nhưng mà nó bị án bên nè, này bán rẻ của chú anh chị luôn. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 900.000 thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà mình luôn. Rồi tiếp theo cũng là cây chanh không hạt nha cô chú anh chị. Mã này dán bài luôn ha. Mã số 211, cái này tặng bài xuống ha. Chanh không hạt cái này mới bứng không nghe cô chú anh chị. À, lô này lô cây nhỏ nè cô chú anh chị nào mà mình nhà mình nhỏ nhỏ đó mình trồng cây để mình lấy trái ăn nghe cô chú anh chị. Chanh không hạt ha, trái to nước rất là nhiều ha. Mã số 211. Hoành cho đây là 31. Hoành 31. Cành bay là 84. Cành bay 84. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 78. Chiều cao 78. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40. Mã số 211. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 800.000 ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi tiếp theo. Mã số 212. Mã số 212. Đó, dáng này vẫn dáng bay nằm ha. À, lá chanh không hạt lá nó bự gì nghe nhị chị. Đó. Này nữa em cắt bỏ nghe anh chị. Này để cho anh chị thấy cái lá này ha. Này nữa em cắt lại găng đây nghe anh chị mới ship được ha, tại cái nhành nhỏ này nó sẽ ship nó sẽ bị gãy ha. Báo anh chị luôn ha. Đây thì một số chỗ nó hồi xưa nó đắp đất lên á. Nó xù xì nè. Này có rồi mã số 212. Chanh không hạt nha chú anh chị. Hoành cho là 22. Hoành 22. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Này kia có cây về mình để mình lấy ha anh chị. Tại vì mấy cái này là trái xung xê luôn nha anh chị. Trái chùm chùm luôn đó. Đang có trái mà người ta cắt, người ta dọn vườn, người ta cắt nó anh chị. Rồi 212 cái này 800.000 thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Chanh không hạt. Rồi tiếp theo. 213. Hoành cho là 20. Hoành 20. Chiều cao 75. Đế này cũng thú rất là đẹp nha chị. Đó. Chanh không hạt. Mã số 213. 213 ha. Rồi cây này cũng 800.000 chị ơi, bao ship tặng nhà cho mình luôn, 800.000. Rồi tiếp theo. 214. 214. Cái này nó già quá, nó bị xăm bên nha chị. Này xăm miếng nữa nè. Dán thú luôn. Này nói chung mình lấy để mình trồng để mình lấy cây trái ha. Mình muốn làm bonsai thì mình cắt cục rồi ha, để đâm chồi mình hả cắt cục rồi nha cô chú anh chị. Hoành cho là 29. Hoành 29. Chiều cao 89. Chiều cao 89. Đường kính bầu 62. Đường kính bầu 62. Nó cũng lắc léo luôn chị ơi. Mã số 214. 214. Rồi cây này để rẻ cô chú anh chị là 650.000 thôi, để rẻ luôn đó, bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo. 215. 215. Rồi cây này cái bộ đế bên đây nè. Đó. Nó có cái rễ trụ anh chị. Nó dưới đây bên đây rễ nhỏ. Thì bên đây thì nó không có đế nhiều nè, nó bị lép bên đế nè. Đó ha. Đế nằm bên đây không à.
Mã số 215. Cây này dáng trực thì cũng đẹp nè anh chị. Hoành 25. Hoành 25. Ôi da. Chiều cao 1m02. Chiều cao 1m02. Đường kính bầu 41. Đường kính bầu 41. Mã số 215. 215. Rồi cây này 850.000 chị ơi, bao ship tặng nhà luôn, 850.000. Rồi tiếp theo 216. 216. Cái này dáng bay đẹp nha anh chị. Này đẹp nè. Chanh không hạt ha. Đây giống như cái nhánh cũ ngày xưa á, nó bị bị sao miếng này miếng nữa ha anh chị. Cái cây này đẹp ha anh chị. Quành chỗ này là 28. Quành 28. Cành bay có là 1m04. Cành bay 1m04. Đường kính bầu 53. Đường kính bầu 53. Mã số 216. 216. Rồi cái này 1 triệu nha anh chị, bao ship tặng nhà mình ha, 1 triệu ha. Rồi tiếp theo 217. 217. Rồi cái này dán bay nha anh chị. Đó. Cái này nè, bị mối đeo đây miếng nè, đó. Lỗ không? Cái sẹo chút thôi. Dán đổ xuống rất là đẹp. Chanh không hạt anh chị. Quành cho là 26. Quành 26. Cành bay của nó là 62. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40. Mã số 217. 217. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 2 anh chị ơi. 217, 1 triệu 2. Bao ship. Rồi tiếp theo 218. 218. Cái này rất quái đẹp nha anh chị. Quành cho là 34. Quành 34. Chiều cao nó 1m03. Chiều cao 1m03. Đường kính bầu 49. Cái này đẹp nha anh chị. Mã số 218. 218. Rồi cái này 1 triệu 2 thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà mình luôn, 1 triệu 2 thôi. Rồi tiếp theo 219. 219. Cây này cũng rất là đẹp nha anh chị. Đó. Cây này mình cắt bonsai cũng đẹp. Cắt đây. Hoành 34. Hoành 34. Chiều cao 1m36. Chiều cao 1m36. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. Mã số 219. 219. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 2 luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo mã số 220. 220. Này cái ổi nha anh chị. Đó. Ổi xá lị đó. Cái này cũng mới bứng nha anh chị. Rồi tu hoành luôn. Quành cho là 38. Quành 38. Chiều cao là 1m11. Chiều cao 1m11. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. Mã số 220. Mã số 220. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 thôi chị ơi, để rẻ luôn, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 221. 221. Ổi nha anh chị. Hoành 45. Hoành 45. Cái này cắt nó hơi chắc miếng chỗ này không sao anh chị. Chiều cao 1m17. Chiều cao 1m17. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. Mã số 221. 221. Rồi cái này 800.000 anh chị ơi, bao ship tặng nhà.
Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, à, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắt bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắt bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền xẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú anh chị. Này rất là dày nghe cô chú anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú chị. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen
và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nghe cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nghe cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây em đã xài rồi nghe cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo các cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nghe anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nghe của anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nghe cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nghe cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nghe cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nghe cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nghe cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. À, lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ với